Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát đu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình sanh chấp trước, nghĩa là chấp trước sắc uẩn, chấp trước thọ tưởng hành thức uẩn, nói rộng cho đến chấp trước hạnh của Đại Bồ Tát, chấp trước quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình xả bỏ những sự chấp trước ấy? Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình không có những sự chấp trước như thế. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thế có Như Lai ứng chánh đẳng giác với tuổi thọ ánh sáng, cùng chúng đệ tử nhiều không đếm hết. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để được tuổi thọ ánh sáng và chúng đệ tử nhiều không giới hạn? Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành